Chào tất cả cô chú và anh chị đang xem kênh YouTube của Hoàng nha. Thời gian gần đây á, là có một vài cô chú và anh chị có gọi cho Hoàng hoặc là kết bạn Zalo cho Hoàng á, là hỏi về cái dự án là Vinhome ở Đức Hòa. Nhiều người hỏi em hình như dự án này người ta ngừng rồi phải không Hoàng? Là nhiều người lại hỏi là dự án này khi nào triển khai? Thì hôm nay là em sẽ làm cái video này để giải đáp những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của cô chú và anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu về dự án Vinhome Đức Hòa, để sau này cô chú anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu thì có thể nghe lại cái video này. Đầu tiên mà để xem cái thông tin dự án Vinhome Đức Hòa thì cô chú và anh chị vào trang web của Hoàng. Đây, hoanglen.com. hoanglen.com. Vào Vinhome Đức Hòa. Đó, đây là dự án Vinhome Đức Hòa. Trong này thì có đầy đủ thông tin về hai cái dự án Vinhome ở Đức Hòa nha cô chú và anh chị. Đây, Vinhome ở Hồng Nghĩa 197 ha, Vinhome ở Tân Mỹ 930 ha. Trong này là thông tin mà Hoàng đã đi là tìm hiểu, đi là thu nhặt lại từ tất cả mọi nền tảng để là viết ra được cái trang web này. Anh chị cô chú mà mình cần đọc lại thì có thể vào đây tham khảo nhé. Khá đầy đủ và chi tiết. Nếu mà anh chị cô chú mà xem xong cái trang web này thì có thể là am hiểu về khu Vinhome ở Đức Hòa đấy. Rồi, quay trở lại câu hỏi là Vinhome Đức Hòa ngưng rồi, phải không? Thì nhiều cô chú anh chị có hỏi Hoàng như vậy á. Thì Hoàng trả lời là không ha, Vinhome Đức Hòa theo Hoàng dự đoán thì nó sẽ triển khai sau khi Đức Hòa lên thành phố. Đó, Đức Hòa lên thành phố thì khoảng năm 2025. Thì trong giai đoạn đó là Vinhome nó sẽ triển khai dự án đầu tiên là dự án Vinhome ở là Hậu Nghĩa. Đây, Vinhome ở Hậu Nghĩa 197 ha. Thị trấn Hậu Nghĩa là huyện lỵ của Đức Hòa, nơi đặt ủy ban nhân dân của huyện luôn. Ngay cùng này là công trình công của huyện. Anh chị nào mà hay đi công chứng rồi hay đi làm giấy tờ ở huyện Đức Hòa thì sẽ lên khu vực này, ngay trung tâm thị trấn của Hậu Nghĩa. Vinhome Đức Hòa nó là nằm ở ngay khu vực này anh chị này. Khu vực này là 197 ha, sẽ xây dựng nhà phố, biệt thự, shop, căn hộ. Theo Hoàng dự đoán sẽ có căn hộ là giá rẻ cho những người có thu nhập trung bình. Đó, cái đường mà kết nối vào Vinhome Hậu Nghĩa đó là đường 825 này. Đó, hoặc là cái đường 3 tháng 2 này. Đó, đường này. Đó, đường đường này là đường sau tiềm năng rồi mấy. Hiện tại ở đây có cái dự án là Mi Group. Dự án đây. Dự án là của Mi Group ở đường 3 tháng 2. Dự án này khá tiềm năng. Cô chú anh chị nào muốn tìm hiểu thì có thể lên trang web của Hoàng đọc qua. À, Hoàng thì không bán dự án này nhưng mà đánh giá khu này tiềm năng, kết nối trung tâm hành chính. Mình sẽ quay trở lại vấn đề là Vinhome Đức Hòa, là Hoàng nói là nó sẽ triển khai và giai đoạn là Hoàng dự đoán á, là giai đoạn là khi mà Đức Hòa lên thành phố tầm khoảng 2025 2026. Vì 2025 mà Đức Hòa lên thành phố rồi thì giai đoạn 2025 2026 Vingroup sẽ triển khai cái dự án này. Đó, Hoàng dự đoán nhá, dựa vào những cái hiểu biết của Hoàng, vì cái dự án này là đã ra 1/500 rồi. Khu đô thị mới Hậu Nghĩa 25 ngàn tỷ, khoảng là 1 tỷ đô đấy. Và là đây, dự án ở quy mô 40 ngàn người. Cái này công ty thành phố Sân thì đã trúng thầu rồi, đó là công ty Vinhome đấy, thì đã trúng thầu rồi. Thì hiện tại nó ra những bài báo như này để hợp thức hóa cái thông tin thôi, nhưng mà thực tế thì Hoàng đã dự đoán được cái này tầm mấy năm trước rồi, 2 3 năm trước rồi, khi mà có mom mém cái thông tin mà Vingroup về á. Đó, thì Hoàng đã biết được là Vingroup sẽ về ở ngay thị trấn Hậu Nghĩa rồi. Và khi mà Vinhome đã vào làm dự án này rồi thì thời gian tới sẽ triển khai sớm thôi. Anh chị nào quan tâm á, thì mình có thể là kiểm tra trên mạng ha, rất là nhiều luôn. Chấp thuận nhà đầu tư này. Đợi em 1 tỷ, em cho anh chị coi cái này. Vinhome đấu thầu dự án ở Đức Hòa. Đây, cà phê ép ha. Thêm một dự án 1 tỷ đô này về tại Vinhome này, là ngày 15 tháng 7 này, cách đây khoảng 2 tháng này. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư này,
Đó, nhà thực hiện là đây công ty cổ phần phát triển thành phố xanh này, dự án khu đô thị mới Hồ Nghĩa 197 ha này, vốn đầu tư khoảng 1 tỷ 2 đô đấy. Về phía này công ty là thành viên của công Vinhome này, chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện là công ty thành phố xanh này. Cái này thì ra tin này để hợp thức hóa thôi. Đó, chứ còn mà thông tin Vinhome về nước hoa đầu tư thì cách đây là 2-3 năm rồi. Phát triển cái dự án là 197 ha ở Hồ Nghĩa. Thì dự án này Hoàng nói là nó sẽ triển khai và làm giai đoạn là 2025-2026. Anh chị cô chú nào mà có đất nước hoa thì nên giữ đấy nha. Tới giai đoạn đó Vinh về làm, nó về làm thị trường kín lắm, cho nên lúc đó giá là thổi lên nó mâm. Và giai đoạn mà 2025-2026, em nghĩ giai đoạn đó là bất động sản nó đã phục hồi rồi, vì kinh tế thời điểm đó thì chắc cũng đã làm đã phục hồi và phát triển rồi. Lãi suất ngân hàng thời điểm này mà nhiều ngân hàng mà lãi suất cho vay tầm khoảng 7% đi nhớ, đưa ra thông tin cho vay đáo hạn để trả nợ ngân hàng khác á, thì tầm khoảng 7%. 7% thì coi như lãi suất xuống như vậy sẽ dòng vốn sẽ đổ ra thị trường nhiều. Chưa kể là anh chị mà nhớ thời điểm này năm ngoái này, thời điểm này của năm ngoái lúc mà lãi suất nó lên tầm 10, 11, 12, 13, 14%, nhiều ngân hàng 14% lãi suất tiền gửi á, thì rất nhiều người gửi tiền vào ngân hàng với là thời gian khoảng 1 năm, rất là nhiều tiền luôn. Và giai đoạn này này, giai đoạn này tới cuối năm là giai đoạn mà cái số tiền đó nó tới hạn thanh toán, tới hạn là tiền gửi tới hạn. Lãi suất mà đang gửi tiết kiệm 10, 11, 12, 13, 14%, mà giờ mà rút ra xong mà gửi lại 5, 6% ai gửi, thì sẽ đi vào là bất động sản, chứng khoán, hai cái đó. Chứ còn mà đầu tư kinh doanh thì chắc chắn là đầu tư kinh doanh rồi, nhưng mà số tiền dư sẽ tập trung vào bất động sản và chứng khoán. Hồi thời gian tới nếu anh chị nào mà giờ mà đang có tiền mà không tận dụng, không nắm bắt, thì thời gian tới là phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mua cùng một vị trí, cùng một sản phẩm, cùng một diện tích, nó phải bỏ ra nhiều tiền hơn. Đó là em nói trước. Anh chị cô chú với đời tới là quý 1 2024 này sẽ rõ ha. Rồi Vinhome sẽ triển khai dự án ở Hậu Nghĩa. Rồi còn dự án ở bên Tân Mỹ thì sao? Dự án ở Tân Mỹ đây, trò trên này của Hoàng cỏ này, tỷ lệ 1 trên 2.000 này ha, đã có tỷ lệ 1 trên 2.000 rồi đó, 930 ha. Hoàng nói dự án này sẽ triển khai Vinhome ở Hậu Nghĩa khúc này này, nó sẽ làm thay đổi cái bộ mặt của thành phố Đức Hòa ha. Dự án này sẽ làm thay đổi bộ mặt thành phố Đức Hòa. Còn dự án Vinhome ở bên Tân Mỹ đây, ngay khúc quỹ đất sạch mà trồng trọng trọng này này, dự án này là dự án chiến lược của Vinhome. Vinhome để xây dựng đây là một thành phố kinh doanh và lấy dòng tiền ở đây. Còn dự án ở trong này làm để thay đổi bộ mặt trung tâm của một thành phố. Đó, còn dự án chính của Vinhome sẽ nằm ở đây. Còn dự án này thì Hoàng nghĩ là giai đoạn khoảng 2027 tới 2030 á. Cái này thì tương lai. Đó, tương lai nhưng mình sẽ tập trung vào dự án Vinhome ở Hậu Nghĩa trước. Còn dự án này thì không bỏ đâu. Dự án này không dài gì mà Vinh bỏ đâu. Dự án này rất là tiềm năng. Tiềm năng ở chỗ này, anh chị nhìn này, khúc này này, dưới này là cụm công nghiệp này, bên này là cụm công nghiệp này, trên này là cụm công nghiệp này, ở đây cũng là cụm công nghiệp này, cái quỹ đất mặt trống này này, đây quỹ trống này cũng là công nghiệp luôn. Thì dự án Vinhome nằm ở giữa, cách đều tất cả các cụm công nghiệp của Tây Ninh, của Củ Chi, của Long An. Đó, và nó mở ra nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu ở của những khu công nghiệp ở trong này. Hoàng nói sơ như vậy thôi ha, và sẽ không bỏ, trước năm 2030 sẽ triển khai thì Hoàng dự đoán như vậy. Dựa trên những cái góc nhìn và hiểu biết của em, anh chị có thể theo dõi ở trên trang web của Hoàng nhé. Còn có những cái văn bản phê duyệt tỷ lệ 1 trên 500, tỷ lệ 1 trên 2.000 thì trên mạng đây, anh chị mà muốn xem muốn đọc cho vui thì lên mạng gõ nhiều lắm. Hoàng có tổng hợp ở đây lại rồi. Và còn thông tin thì như vậy á, thời gian tới anh chị muốn Hoàng là phân tích hoặc là muốn Hoàng làm về cái khu vực nào, về cái dự án nào, về cái tuyến đường hay là những công trình nào, thì anh chị comment ở dưới Hoàng sẽ làm cho anh chị nhá.
Cảm ơn ạ. À, anh chị nào mà chưa đăng ký kênh cho Hoàng xin cái đăng ký nhé.